Bị thiếu rồi. Em nhớ hình đó rồi. Giờ em giới thiệu bản thân. Dạ, em tên là Huỳnh Ngọc Anh Thư, nick Facebook là Alison Chase Lambert. Rồi trên nick Badamic thì em là Love Adam Forever. Nay em 16, gần 17 tuổi, học trường Phú Nhuận. Em cũng đi nghe ở trường đó, nhưng mà là em thích em ở điểm nào? Em thích hết. Thích hết là mà thích nhất đó là điểm nào? Tâm hồn ấy. Tâm hồn á. Bây giờ rất là hay, trước giờ mọi người bắt phải câu hỏi này giờ rất là ẩm hờ. Giờ trên xin dưới cái gì? Rồi, vậy thôi chị em chẳng biết giờ trên xin dưới, mò trên xin dưới. Oh, so far winner. It's late at night and I can't sleep. Missing you just run too deep. Oh, I can pray, thinking about your smile. And every kiss I can't forget. This aching heart and broken yet. Oh God, I wish I could make you see. Cause I know this flame isn't dying, so nothing can stop.